Rồi, đầu video mình thân chào cô chú anh chị em nha. Xin chào cô chú anh chị, các bạn và các em nha. Bữa nay mình làm cái món gà hấp mỡ hành. Bữa nay mình làm cái món gà hấp mỡ hành á, là mình mới học của cái chị bạn đó chỉ cho mình để mình về mình làm thử coi sao. Mình mua con gà về mình rửa sạch sẽ xong rồi nè, cái mình đâm nghệ á, mình sát nó lên vậy nè cho nó có cái màu vàng cho nó đẹp á. Sát lên cái tay mình nó cũng vàng khè luôn. Rồi mình có ướp bên đây á, là hành tím, gừng, băm nhuyễn rồi nè, tỏi với gừng sợi, rồi đường, bột ngọt, hạt nêm, không có bột ngọt nha, lộn, hạt nêm, tiêu, dầu hào, nước mắm. Mình có thêm một miếng cải thìa nữa, mình để độn ở dưới á, tại vì ăn thấy không có rau cái mình thấy làm như nó thiếu thiếu cho nên mình mua thêm cải thìa. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình làm nha. Rồi bây giờ mình ướp gà thì mình cho một miếng hạt nêm vô, rồi đường, đường khoảng muỗng ăn canh đường, cho miếng tiêu vô, cho miếng dầu hào, khoảng muỗng ăn canh dầu hào. Cái này mình ướp mình nói chung là mình nhắm chừng thôi chứ không có chính xác là cân lượng bao nhiêu. Khoảng muỗng ăn canh nước mắm. Rồi mình cho hành tím vô, cho gừng vô, cho tỏi vô. Rồi mình quậy cái hỗn hợp này đều lên. Bây giờ mình chà cho nó đều, cho nó thấm mấy cái gia vị. Mình để đây khoảng chừng 30 phút cho nó thấm đi rồi mình hãy đem đi hấp. Rồi giờ mình ướp xong rồi, giờ mình để đây cho nó thấm, mình đi ra mình nhổ hành. Coi bộ bụi nào đây. Bụi này đi. Có nguyên bụi luôn. Thôi trồng lại. Nhiêu đây đủ rồi. Nó anh ôm cho em mới củi vô đừng hấp gà luôn nha. Này chắc có trái ổi chua rồi nè. Nằm gì đó. Mình lấy cái tâm nè. Ý hình như là em làm cái nó bị chợt canh, nó lớn quá cái nó bị, hồi lúc mình làm nó còn nhỏ ha, để em rút ra một coi ra, hình như là nó bị ép trái luôn á, lớn không được. Nè lép bên đây luôn rồi. Rồi sao trái ổi vậy là ăn được hả? Bấm thử ra, bấm lũng là ăn được rồi đó hả? Hồi nhỏ á, rồi bằng ha, có mấy cái ổi vậy nè, đi ra thăm thăm ghiếc bấm cái ổi nát tan hết vậy. Cái này ăn được rồi nè. Ổi đợt này trái nhóc luôn ha. Giờ mình để gà vô để mình hấp. Mình cho miếng gừng sợi vô đây luôn. Xong giờ mình để vô cái nồi để mình hấp nha.
Này mình chế một miếng nước rửa chén vô đây nè, mình tha lên cái nồi đựng lát mình chùi cho nó dễ á, nó dễ chốc cái lọ nồi ra. Cho miếng nước chanh tắt vô để cho nó thôi cái nồi nó bị đen rồi, giờ cho gà vô luôn, còn miếng nước của nước ốp rồi để vô luôn. Rồi giờ mình dở nắp ra mình coi coi nó chín chưa, nãy giờ mình hấp được 30 phút rồi đó. Cơm về mà ra thấy cái nước nó không có hồng hồng vậy là nó chín rồi đó, nhưng mà tao để thêm tí xíu nữa đi cho chắc ăn. Đậy lại chút nữa đi. Rồi gà mình đã chín rồi, giờ mình nhắc xuống thôi. Để ra đây cho nó ra một cái mâm vậy nè cho nó mau nguội, rồi mình lấy cái nước đó mình lượt lên bỏ mấy cái xác đi, lấy cái nước rồi mình làm nước sốt. Khói ngùn ngút luôn. Rồi giờ mình sắc hành để làm hành thơm. Giờ mới sắc con bé ngọt liệm. Cho một giá dầu ăn vô đây cho nó thiệt là nóng, cái mình cho vô cái chén hành mình cầm ở rồi mình thử coi dầu coi nó sôi đủ độ nóng chưa, là mình đừng mình xớt ra, mình lấy cái cọng lá hành mình thử vô coi. Ồ, vậy là đủ rồi đó. Trộn lên. Rồi tới mình qua bên bếp bên kia mình luộc rau. Rồi bên đây nước nó cũng đã sôi rồi, giờ mình cho cải vô luôn. Mình nhúng cái đầu cải vô trước. Rồi vớt ra xong rồi qua mình chặt gà với làm nước sốt. Giờ mình làm cái nước sốt lại, mình để một miếng hành với tỏi băm ra cho nó thơm lên đi, rồi cái trắng nước này nè là mình đã lượm lại rồi, mình bỏ mấy cái hồi nãy rồi, mình lấy cái nước thôi để làm nước sốt. Rồi cái này nó thơm rồi, giờ mình cho vô luôn. Rồi nước sốt nó đã sôi lên rồi, mình này mình cho một ít bột bột năng vô đây nè. Rồi cái mình cho nó vô cho nó hơi sánh sánh lại chút xíu. Ít thôi. Rồi cái nước sốt này của mình cũng đã xong rồi nè. Mình tắt bếp, mình cho lên dĩa gà của mình. Cho mỡ hành lên luôn, mình vớt mình lấy cái hành thôi,
Ôi, cái mùi thơm hấp dẫn quá. Rồi xong rồi đó, giờ mình đem lên mình ăn được rồi đó. Gà hấp mỡ hành, mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Rồi cái món gà hấp mỡ hành của mình đã xong rồi nè. Bây giờ mình thử coi coi nó ra làm sao đây. Mình chấm vô một miếng nước sốt nè. Mời cả nhà nha. Món này nhìn hấp dẫn quá. Món này ăn luôn mà không nhận đã ha. Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị em đã xem ủng hộ cho gia đình mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video lần sau nha.